lại dầm dập lên đường đi diệt thù cứu nước, đi giải phóng bản làng, đi giữ gìn nương lúa mến yêu, lại vượt suối băng đèo, lại hát vang lên bài ca ra trận. Dù qua nhiều gian khổ, dù máu đổ hy sinh, dù đạn cày bom sới, bộ đội vẫn hành quân với niềm tin chiến thắng trong tim. Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, vai bạc đằng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng chi căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi, dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi, vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu. Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức, đời chúng ta đâu có rằng là ta cứ đi. Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ, kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chi căm thù đời lệnh truyền ra ta quyết chiến, đời chúng ta đâu có rằng là ta cứ đi. Về đứng nằm im như vậy, xuôi phù màu đất đã còn đầy giấy, tìm nơi mộ để thấy đồng đội tôi. Tiếng nghẹn lời có ai còn đó không, một hy vọng đồng đội mình lên tiếng. Sao nghe lặng đất trời quay liêng liêng, quặn thắt vào tim. Đồng đội ơi, dậy về thôi, sao vẫn im lìm, đào thật sâu bốc lấy từng năm đất, dấu vất vả quyết lật tung tất cả, chỉ mong sao thấy đồng đội. Tiểu đoàn 948, trung đoàn 51, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, tháng 8 năm 1973, tháng 8 năm 2023. Thay mặt cho hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình, ban chấp hành chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh các chị, thắp nén nhang thơm tỏ lòng thành kính các anh hùng liệt sĩ đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Xin mời tổ danh dự lên đặt vòng hoa và lễ viếng. Bao lần đến với nơi đây, những hàng cây hoa tím dâng đầy, khóe mắt cay trời mây non nước, giọt lệ như trào ngược vào tim. Bao cái tên một thời thân quen, giờ khắc bên tên miền quê ấy, đồng đội ơi tuổi mãi đời mười, lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa, lại nhớ đêm hành quân mưa, tráng thư cùng đưa nhau đọc, lại nhớ chiến thắng về thăm quê.
chúng em chiến sĩ Trường Sơn một thời lửa khói. Em đi lên đèo, em xuống suối, đã mòn đôi đó không mòn. Xe ra Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới đi tuổi thanh xuân. Đánh giặc xong rồi về với quê hương, với đồng quê thành phố bạn làm. Lắng nghe tiếng gọi từ trong trái tim.
sơn hoàng hoàng mãi bay xa, mang theo bao huyền thoại của Trường Sơn. Ơi chiến sĩ Trường Sơn, máu chết đổ khắp nơi vang lừng. Ơi chiến sĩ Trường Sơn, đang khắc khang khúc ca lây lừng. Như khúc ca Trường Sơn vang vang mãi trong ta, mang theo bao nỗi nhớ về Trường Sơn. Ơi chiến sĩ Trường Sơn, bao chiến công khắp nơi vang lừng. Ơi chiến sĩ Trường Sơn, đang hát vang khúc ca lây lừng. Khúc ca anh hùng về Trường Sơn, khúc ca anh hùng về Trường Sơn. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều giữ được những phẩm chất bộ đội của anh bộ đội Cụ Hồ. Trở về địa phương, có người trở thành những cựu chiến binh lao động sản xuất kinh doanh giỏi. Và tất cả chúng ta đều đang bỏ hết tâm huyết sức lực của mình, nguyện xây dựng thành công xã nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Vâng, kính thưa các đồng chí, 50 năm trôi qua là cả một chặng đường. Tuy mỗi người một công việc, ai cũng vất vả, lo toan, song từ trong sâu thẳm, tâm hồn ta vẫn luôn nhớ về nhau như những cánh chim về tổ ấm. Ngày hôm nay, chúng ta gặp nhau trong niềm vui hội ngộ này, cùng nhau chia sẻ và gìn giữ những tình cảm chị em, đồng đội cao quý trong suốt cuộc đời còn lại. Hôm nay, được về dự và chia vui với các anh các chị làm công tác nghệ thuật, xin gửi tới quý vị đại biểu và các anh chị những lời ca thân thương. Chúc các chị vui khỏe, trẻ đẹp, luôn là ngọn lửa ấm áp của gia đình. Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu và các chị nghe một số tiết mục văn nghệ. Mở đầu là ca khúc Nỗi nhớ cựu chiến binh, sáng tác của nhạc sĩ Đào Hữu Thi. Xin kính mời quý vị cùng đón nghe. Hôm nay
nay còn ai mất để lòng tôi thương nhớ hồi hồi. Nay đất nước ta bình yên chẳng hòa người khác, có chúng tôi về đây chung tay dựng xây, xin muốn quê hương của gia đình thân tôi ngày đêm say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con yên dọc đường từ làng quê ta băng qua ba suối đeo đổi đường mà xe ta vẫn ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng giữa tiếng bom cao đàn rơi vẫn nghe vang vang câu hỏi trên đường niềm vui lớn qua làng trên quê ta đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua Hoành Sơn một mái xuôi về hòa tình em từng viên đá nhỏ đêm đêm hát trên đường quê nhà đường rộn ràng những chuyến xe qua tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Hiền phương tay lái mà tình em đảm đang nghe ta bon bon đi trên đường tiền phương đang vẫy gọi về quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình chào những người chẳng tiếc ngó xương ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phụ lấy giá thương đây tình nam với nghĩa bắc thương nhau ta nào có quản chi ơi cô gái trên đất Nam Hồng chúng tôi bàn tay em rời non và lấp biển dù xe chạy đêm chạy ngày cùng chắm tay bằng tình nghĩa em bằng mình trong một tháng nào đi thông đường để chuyến xe qua buồn như thế nói chào quê hương Nam Hồng ơi la ơi la ơi la ơi la ơi la ơi la anh về tỉnh Thái hôm nay vui ngày gặp mặt thắm tình chị em tiểu đoàn 948 trung đoàn 51 Thái Bình bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong ta về đây sum họp một nhà nghĩa tình đồng đội được đà thủy chung về đất đi quê mình hôm nay đi trên quê hương ta vui quá đồng đội về đây giao lưu gặp gỡ ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang tiểu đoàn mình năm tháng không thể nào quên đi sâu trên bốn đoạn lý đường ngày thì đạn bom đêm trời pháo sáng anh vắng mù rừng đây sẵn tay cơm thương người em gái như đóa hồng hề nhung mi tiểu đoàn 948 Thái Bình ngày ấy vào Trường Sơn ngày đêm bom đạn thù ác liệt chị em mình vẫn đoàn kết yêu thương về hôm nay vui ngày gặp mặt ta hát mừng kỷ niệm 50 năm tiểu đoàn 948 nữ chiến sĩ Trường Sơn Thái Bình quê luôn người lính nghi nằm mỹ nào trong tâm ta khắc ghi đoạn ta biết mấy tự ý
toàn hy sinh, quên mình vì nước trên những con đường, quên nửa Trường Sơn sử vàng, đi tiếp chiến hệ công nghiệp. Đất nước thành mình, hôm nay đây chúng ta về đây tay bắt mặt mừng, đồng đội có nhau sao mà lưu luyến, ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang tiểu đoàn mình, nhớ mãi không thể nào quên. Đàn theo ta đi.
vẫn bước trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa miền biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá từ nơi biên cương núi cao người lính qua trăm suối nghìn đèo lắng nghe tiếng ru của mẹ hiền ngày đêm dục bước con hành quân từng thay lá bao mùa rồi đoàn quân chiến đấu xa làng quê mẹ ơi hãy yên lòng dù bao gian lao ngày tháng Trường Sơn hay nơi đảo xa đoàn chúng con xin quyết giữ gìn chúng con luôn bên mẹ hiền ngày đêm vững bước trong đoàn quân à, ai gọi đời ta tràn chứa mặn nồng tình non nước chẳng bao giờ phai tình quê hương thiết tha đời con à, như rung lòng ta mẹ ơi có nghe núi sông vang dậy tiếng quân reo hòa theo ước vọng son sắt nguyện thề non nữa khiến thân đời con vì quê hương mến yêu Việt Nam lánh chân trời xa miền biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá từ nơi biên cương núi cao người lính qua trăm suối nghìn đèo lắng nghe tiếng ru của mẹ hiền ngày đêm vững bước con hành quân từng thay lá bao mùa rồi đoàn quân chiến đấu xa làng quê mẹ ơi hãy yên lòng bao gian lao ngày tháng Trường Sơn hay nơi đảo xa đoàn chúng con xin quyết giữ gìn chúng con luôn bên mẹ hiền ngày đêm vững bước trong đoàn quân à, như rung lòng ta mẹ ơi có nghe núi sông vang dậy tiếng quân reo hòa theo ước vọng son sắt nguyện thề vì non nước hiến thân đời con vì quê hương mến yêu Việt Nam à, ai gọi đời ta đèn bán núi hòa theo ước vọng tràn chứa mặn nồng tình non nữa chẳng bao giờ phai tình quê hương thiết tha đời còn hơn vì quê hương mến yêu Việt Nam
Em ơi, Trường Sơn xưa sương răng lạnh buốt, tiếng bom thù khắp nẻo không ơi. Đôi ta chung một phương trời, điệu chèo ta hát ngỏ lời yêu thương. Biết bao năm tháng chung một con lý đường, san rừng bạt núi, xẻ dọc Trường Sơn. Còn nhớ ai hát điệu chèo tha thiết? Như mối duyên lành, ta ngỏ cùng nhau. Anh vẫn luôn nhớ về Trường Sơn. Em gái quê hương đi hát điệu chèo đường trường văn vương.
xây. Đẹp biết bao em là cô gái Trường Sơn.
trên cao lộng gió. Rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ, em đứng đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn hoa trong trời lửa. Chào em gái Tiền Phương, ơi em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào em gái Tiền Phương, ơi em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé. Xin mời mọi quý vị đại biểu khách quý cùng hội nghị đứng lên chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. Nghiêm! Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang trên đường ngập ngành xa. Cờ in bao chiến thắng để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, tưởng nhớ tới cố trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, bộ tư lệnh của đoàn 559 bộ đội Trường Sơn và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Một chặng đường lịch sử, 1/2 thế kỷ, nhưng trong lòng những cô gái của tiểu đoàn 948 ngày ấy vào Trường Sơn còn in dấu những kỷ niệm về một thời đã qua đầy khó khăn gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đất nước đã hòa bình thống nhất được 48 năm. Có được như ngày hôm nay, chị em chúng ta đã được đóng góp công sức không hề nhỏ trong cuộc kháng chiến vĩ đại để giành độc lập tự do cho dân tộc. Về dự hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Thủ trưởng Thiếu tướng Tô Đăng Mạng, nguyên sư trưởng sư đoàn 473, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng
Kiều, Trung tá Nguyễn Thu Yên, Phó Ban Công tác nữ Trường Sơn Việt Nam về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Thị Rơi, Chánh Văn Phòng Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lưu Hoài Thuận, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 473 về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Thịnh, đồng chí Lê Thái Hà, đồng chí Chí Vũ Danh Thành, đồng chí Sầm Xuân Lộc, đồng chí Hà Cát Thành là phó chủ tịch và ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 473 về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu Thủ trưởng Trung tá Đỗ Hữu Dũng, nguyên trưởng ban tham mưu Trung đoàn 542, Sư đoàn 473 về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, đồng chí Nguyễn Kim Nhật, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh Thái Bình về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía Hội Trường Sơn tỉnh, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin giới thiệu các đồng chí Quách Quốc Bối, Lại Ngọc Thư, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn và các đồng chí Thường vụ Văn phòng tỉnh Hội về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn 8 huyện thị, các đồng chí Chủ tịch nữ Trường Sơn 8 huyện thị và các đầu mối của tỉnh về dự và các hội viên của tiểu đoàn 948 trung đoàn 51 Bộ Chỉ huy Quân sự cũng về dự đông đủ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía các doanh nghiệp, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thái Bình Xít. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Hương, Chủ tịch Tập đoàn Công ty Hương Sen về dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tuấn Dũng cũng về dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh Hạng Nguyễn về dự và có hoa chúc mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu các tỉnh về dự, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Giám đốc Tổ chức Tình nghĩa Đông Trường Dương về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Trưởng ban Ban nhạc nữ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Thị Hoa, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị về dự. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, mời đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Ban Tổ chức lên khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Xin mời đồng chí Nguyễn Thị Phương. Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ tháng 8 năm 1973, tháng 8 năm 2023 và tri ân các đồng đội nữ đã hy sinh tại chiến trường Vị Xuyên của Hội Nữ Chiến sĩ Tiểu đoàn 948, Trung đoàn 51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí đồng đội, cách đây 50 năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường tòng quân đánh giặc, cùng quân dân cả nước giành lại hòa bình,
độc lập tự do cho Tổ quốc. Với truyền thống, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, là con cháu bà Trưng bà Thiệu, chị em phụ nữ cả nước nói chung và chị em tỉnh Thái Bình nói riêng, với tuổi đời còn rất trẻ, tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, nữ chiến sĩ của tỉnh được điều động vào chiến trường Trịnh Yên. Vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, nữ chiến sĩ phải đối mặt với điều kiện sống gian khổ khắc nghiệt của khí hậu núi rừng Trường Sơn và sự khốc liệt của chiến tranh. Vậy mà với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lòng yêu nước và ý chí chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tiếp sức cho họ vượt qua tất cả để sống cống hiến, chiến đấu sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Nữ chiến sĩ công minh, thanh niên xung phong mở đường kiên cường bám trụ, bảo đảm giao thông cho xe qua, cho pháo vào trận địa. Nhiều nữ chiến sĩ còn trực tiếp đứng trên ngầm làm cọc cứu sống, hướng dẫn cho đoàn xe nhanh chóng vượt qua trận địa. Tại các binh trại, các nữ giao liên bảo đảm đưa đón, bố trí nơi ăn ở cho hàng triệu lượt cán bộ chiến sĩ vào ra các chiến trường an toàn bí mật. Nữ thông tin, cơ yếu, quân y, vận tải, kho tàng, xăng dầu, hậu cần, văn thư bảo mật luôn kiên cường gan dạ ngày đêm bám sát trận tuyến, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua các nữ chiến sĩ làm công tác văn hóa, nghệ thuật, báo chí, vượt mọi khó khăn, sáng tác, biểu diễn, phục vụ với tác phẩm đầy nhiệt huyết, tạo niềm tin, động viên, cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường của chiến sĩ trên mặt trận, góp phần làm nên chiến công huyền thoại của Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh anh hùng. Sau ngày đất nước được thống nhất, nữ chiến sĩ tiểu đoàn 67 bộ tư lệnh 559 nhận nhiệm vụ quy tập hài cốt các liệt sĩ và xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tri ân đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các đồng chí, các đồng đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, nữ chiến sĩ, một số người tiếp tục ở lại quân ngũ, người chuyển ngành, người xuất ngũ về địa phương, nhưng dù ở cương vị nào, tất cả họ đều tiếp tục làm tốt việc nước, phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tích cực hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Mặc dù vẫn còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng nữ chiến sĩ Trường Sơn vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Trường Sơn việc nước việc nhà trọn vẹn, xứng đáng với danh hiệu phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cách đây ít năm, ban liên lạc nữ chiến sĩ tiểu đoàn 948, trung đoàn 51, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình được thành lập và trở thành ngôi nhà chung cho các chiến sĩ. Ban liên lạc là điểm tựa tinh thần, tích cực vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chị em, tích cực kết nối các thành viên làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tham gia tổ chức đi tri ân các nghĩa trang Trường Sơn, phối hợp với hải quốc đồng đội về quê hương hỗ trợ thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19, ban liên lạc nữ chiến sĩ đã có nhiều sáng tạo công tác tuyên truyền, công tác phòng chống dịch và huy động nguồn lực góp phần hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn đại dịch. Kết quả các hoạt động truyền thống và tri ân nghĩa nữ chiến sĩ Trường Sơn trong những năm qua đã góp phần cùng đảng nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách động viên khen thưởng người có công với nước, thể hiện tình nghĩa tri ân đồng đội, tiếp tục phát huy phẩm chất về đời thường của các nữ chiến sĩ.
để theo nguyện vọng đông đảo của chị em tiểu đoàn 948 ôn lại kỷ niệm trong quân ngũ và tri ân các chị em đã hy sinh trên chiến trường Kỳ Thiên năm xưa. Được sự đồng ý của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nhất trí của hội truyền thống Trường Sơn, hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình, hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 2023, ban liên lạc hội nữ chiến sĩ tiểu đoàn 948 trung đoàn 51 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ tháng 8 năm 1973 tháng 8 năm 2023 và tri ân các đồng đội nữ đã hy sinh tại chiến trường Kỳ Thiên. Với tinh thần đó, thay mặt ban liên lạc, tôi tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và tri ân các đồng đội đã hy sinh. Chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa hội nghị, hôm nay những người lính gặp nhau, những cái bắt tay thắm nghĩa tình để đồng đội 50 năm rồi, tóc đã bạc pha xương. Trong không khí vui mừng ngày gặp mặt thắm nghĩa tình đồng đội này, chúng ta được đón các thủ trưởng lãnh đạo về dự có hoa chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu thủ trưởng thiếu tướng Tô Đa Mạng, chủ tịch danh dự của sư đoàn 473 lên tặng hoa. Năm trăm chị em được biên chế ra nhiều đơn vị
từ Quảng Bình và tận các tỉnh phía Nam sang cả nước bạn nào anh em. Một số chị em mở đường thông tuyến, một số bám trụ trên các trọng điểm và nhiều bộ phận khác như thông tin, giao liên, y tá, nhân quân. Cái tên của tiểu đoàn 948 đã vào những cái tên như Trung đoàn 515, Trung đoàn 542, Trung đoàn đường ống sông dầu 592, Sư đoàn 471, Sư đoàn 472, Sư đoàn 473 của binh đoàn Trường Sơn. Bây giờ nghe nói cái dãy Trường Sơn thì ai cũng mường tượng nó rất đẹp như một bức tranh đa màu sắc. Nhưng những người chiến sĩ Trường Sơn ngày ấy thực sự nằm ngủ rừng cơm vắt. 6 tháng mùa mưa không thấy ánh sáng mặt trời. Ngày đêm thì mặc quần áo ướt, ghẻ nở hắc nào toàn thân. Đối với chị em phụ nữ còn gặp khó khăn thiếu thốn gấp bội phần nam giới. Sau những trận sốt rét, tóc thì rụng tả tơi, thèm ăn một bát cháo hành và một cốc rau xanh cũng chỉ là mơ ước. Mùa mưa hết lại đến mùa khô. Cha ơi, cái nắng lửa miền Trung và gió nào thổi tới làm chúng tôi nghẹt thở. Nhiều chị đã ngất tại hiện trường, có chị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giải đường trên mặt đường 14. Giờ nỗi nại thấy nổi da gà. Không biết ngày ấy có phép lạ diệu kỳ ở đâu đã tiếp xúc cho những người chiến sĩ công binh Trường Sơn vượt qua được bom đạn và sự khắc nghiệt của khí hậu để có một con đường huyền thoại. Biết bao xương máu của các anh chị đi trước đã ngã xuống để lớp chúng tôi viết tiếp trên tan ly của những con đường khẩu hiệu sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Vâng, cảm ơn Trường Sơn đã tiếp sức cho chúng tôi lòng yêu nước nồng nàn. Chúng tôi đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân tràn đầy sức lực, đầy áp niềm tin yêu tổ quốc. Năm 1975, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, một số chị em ở lại các sư đoàn để hoàn thành nốt con đường Hồ Chí Minh. Còn một số được biên chế về tiểu đoàn 674 nhận nhiệm vụ đặc biệt tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và xây dựng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Một nhiệm vụ vô cùng gian khổ và khó khăn. Đêm nằm cạnh hàng ngàn bộ hài cốt của đồng đội mới chuyển về, tận mắt chứng kiến quá nhiều đồng đội đã hy sinh. Ngày nào mồ hôi và nước mắt cũng chảy dài khi đưa hài cốt đồng đội lên nghĩa trang, đau lòng lắm. Có lẽ trong đời chưa bao giờ chúng tôi rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Có ngày hài cốt về nhiều, chúng tôi phải làm thêm từ 13 đến 14 tiếng để kịp đưa hài cốt đồng đội lên phần bia mộ. Giờ nghĩ đến những địa danh, những tên của các đơn vị, lòng lại dưng dưng nhớ đồng đội một thời. Cuối năm 1977, khi bàn giao xong cho tỉnh Quảng Trị, 10.263 ngôi mộ cũng là lúc chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong 4 năm ở chiến trường, chị em chúng tôi máu và mồ hôi đã đổ, nhưng con đường Hồ Chí Minh đã vươn dài, rộng lớn trên mọi nẻo đường Trường Sơn. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cũng đã hoàn thành. Thành quả ấy có phần đóng góp công sức của chị em chúng ta, những cô gái quê hương năm tấn anh hùng. Nhiều chị em đã được phong tặng danh hiệu dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng. Sau khi trở về với đời thường, những chị có trình độ văn hóa, đi học tiếp trở thành bác sĩ, giáo viên, cán bộ công chức nhà nước, còn lại trở về địa phương, lao động sản xuất. Có chị là công nhân thành đạt, là cựu chính binh làm kinh tế giỏi, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Như chị Phạm Thị Mị, hàng năm đã ủng hộ tiền quỹ và tạo điều kiện cho hội hoạt động. Khi Tết đến xuân về, chị còn nhiều tặng nhiều phần quà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Chị Tạ Thị Hành đã đóng bảo hiểm hưu trí cho hội viên không nơi nương tựa Phạm Thị Máu mỗi năm 6 triệu đồng trong 20 năm. Hàng năm những ngày lễ Tết, chị đều thăm hỏi động viên tặng quà gia đình liệt sĩ, tử sĩ của Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Thái Thụy. Chị Trần Thị Khánh Vượng và chị Nguyễn Thị Phương, vật chất tuy không nhiều nhưng với tinh thần đồng đội cao cả,
các đồng chí đã thường xuyên sâu sắc động viên tìm hiểu chị em có hoàn cảnh khó khăn để tìm cách xin các nhà tài trợ giúp đỡ. Trong 10 năm trở về đây, hội đã giúp đỡ làm được 10 ngôi nhà tình nghĩa, 30 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng, giúp một số chị em cô đơn không nơi nương tựa nên trung tâm nuôi dưỡng Phật tích ở tỉnh Bắc Ninh, 26 chị được hỗ trợ 700.000 đồng một tháng ăn dưỡng tại nhà. Hàng năm, hội đều tặng quà động viên thăm hỏi những chị em đồng đội mắc bệnh hiểm nghèo và các cháu nhiễm chất độc da cam dioxin bị tật nguyền. Chúng tôi đã tổ chức được 4 lần đi thăm chiến trường xưa và tìm mộ đồng đội. Năm 2022, sau bao năm tìm kiếm, chúng tôi đã tìm được vị trí đồng đội Nguyễn Thị Thuần, quê ở Đông Hưng, nhập ngũ tháng 8 1973, đang nằm tại nghĩa trang A Lưới, Thừa Thiên Huế. Thật vô cùng xúc động những giây phút ngày hội ngộ. Hôm nay, chị em chúng ta tề tìu về đây để ôn lại quá khứ bi tráng nhưng rất hào hùng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thấm thoát đã 1/2 thế kỷ, có người 50 năm nay mới gặp lại. Nhìn làn da nhăn nheo và mái đầu đã bạc, có người đã lên chức cụ. Hầu hết sức khỏe giảm sút rất nhiều sau những năm tháng từng chặng chống chọi với khó khăn gian khổ đời thường và ảnh hưởng di chứng của chiến tranh. Nhưng có một điều mà ai cũng vẫn giữ được nguyên vẹn, đó là nụ cười rạng rỡ vơ vơ của người đứng Trường Sơn năm nào. Thay mặt cho toàn thể chị em, xin toàn thể hội trường một tràng vỗ tay thật lớn để nhiệt liệt chúc mừng ngày vui gặp mặt đầy ý nghĩa này. Thưa các đồng chí, trong điều vui lớn hôm nay, mong tất cả chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ những tình cảm đồng đội cao quý suốt quãng đời còn lại, mãi mãi siết chặt tay nhau, đoàn kết giúp đỡ động viên nhau trong cuộc sống, phát huy phẩm chất cao đẹp của truyền thống Trường Sơn anh hùng, người cựu chiến binh thời kỳ đổi mới, để xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương phát triển mạnh giàu. Sang năm tới, hầu hết chị em chúng ta bước sang mừng thọ tuổi 70. Tôi xin tặng quý vị đại biểu cùng chị em mấy câu thơ. Mừng cho đồng đội tuổi thọ trường, gia đình con cháu ấm tình thương, buồn vui sướng khổ gian nan trải, tuổi thọ dài lâu phúc cháu con. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đồng đội luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị, chúng ta vừa được nghe báo cáo hoạt động của nữ tiểu đoàn 948 trung đoàn 81 bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình do đồng chí Tạ Thị Hạnh trưởng ban tổ chức đã tổng hợp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lưu Hoài Thuần, chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, sư đoàn 473 lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa thiếu tướng Tô Lam Hạ, nguyên phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần, tư lệnh sư đoàn 473, kính thưa các nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình, hôm nay chúng ta rất vui mừng có mặt trong cuộc gặp gỡ vô cùng tình nghĩa, vô cùng thân thiết của những người mà trước đây hơn nửa thế kỷ đã chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường dài hơn 20.000 cây số. Tuyến đường này là tuyến đường chi viện cho cách mạng miền Nam, là một trong những nhân tố góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Con đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại, là niềm tự hào của dân tộc ta và là sự ngưỡng mộ của nhân dân thế giới. Cục An ninh Quốc gia Mỹ đánh giá hệ thống đường Trường Sơn là một trong những thành tựu về công minh lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ thứ 20. Thay mặt hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh sư đoàn 473, tôi chân thành chúc mừng các chị, những người con gái của quê hương Nam Tấn, các chị đã cùng đến với bộ đội thanh niên xung phong vượt qua cuộc chiến đấu ác liệt, vượt qua 4 triệu tấn bom đạn Mỹ đã ném xuống Trường Sơn và vượt qua biết bao nhiêu gian khổ khác. Các chị thật đáng tự hào, các chị rất xứng đáng như ba bên đã nói trong tác phẩm Thép Đã Đôi Thế Giới,
sắt đã được tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Lúc đó sắt trở nên cứng rắn và không hề biết sợ. Trong những thử thách ghê gớm ấy, thế hệ trẻ chúng ta cũng đã được tôi luyện để như vậy không khỏi bị ngã gục trước cuộc sống. Chúng ta tự hào về chiến trường Trường Sơn và tự hào về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Mỹ đã ném xuống Việt Nam 15 triệu tấn bom đạn, giết hại hơn 4 triệu người. Bộ đội chúng ta cũng đã hy sinh 87 vạn người trên chiến trường Việt Nam. Nhưng nước Mỹ cũng đã phải trả giá. 50 triệu lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam đã bị tiêu diệt 5.8 vạn tên và làm bị thương hơn 30.5 vạn tên. Các nước chư hầu của Mỹ đưa quân vào miền Nam chúng ta cũng đã phải trả giá. Hôm nay trong giờ phút này chúng ta tưởng nhớ đến các đồng đội đã hy sinh, tưởng nhớ hơn 2.000 chiến sĩ trên toàn tuyến đã hy sinh. Các chị ấy, các anh chị ấy đã sống mãi với lý tưởng Trường Sơn. Chúng ta vô cùng biết ơn và nguyện tri ân để góp phần xây dựng quê hương, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành một các nước điển hiến trên thế giới. Tôi xin chân thành kính chúc các vị đại biểu, kính chúc các đồng chí lãnh đạo địa phương, các chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Thái Bình, nguyên trưởng chỉ huy trưởng của tỉnh Độ Thái Bình lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa Thiếu tướng Tô Lâm ạ, cùng các đồng chí lãnh đạo các hội truyền thống Trường Sơn, Trung ương và Hà Nội, thưa tất cả các đại biểu khách quý đại diện cho các cái hội truyền thống Trường Sơn và các đơn vị, thưa toàn thể các đại biểu tham dự buổi kỷ niệm 50 năm nữ bộ đội Trường Sơn của con em tỉnh Thái Bình. Tôi rất là xúc động với vị trí là một nguyên là một chỉ huy trưởng bộ đội tỉnh. Tôi thấy rằng là bản thân các đồng chí là những người chiến sĩ của bộ đội Thái Bình ra đi đã hoàn thành rất là xuất sắc cái nhiệm vụ. Và khi các đồng chí đã hoàn thành cái nhiệm vụ tiền tuyến trở về, các đồng chí lại tích cực xây dựng hội truyền thống Trường Sơn của tỉnh, và các đồng chí tiếp tục xây dựng quê hương rồi góp phần vào cái vun đắp cho cái truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình chúng ta. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái sáng kiến và đồng thời được phép của tỉnh, của hội truyền thống Trường Sơn tỉnh, các đồng chí tổ chức cái hội truyền thống Trường Sơn của nữ là bộ đội Thái Bình đi vào Trường Sơn, thì tôi nghĩ đây là một cái sáng kiến và một cái tổ chức rất là ý nghĩa. Cho nên là các đồng chí kỳ năm 50 năm được về đây để dự với các đồng chí, thì với cái vị trí là nguyên là một đồng chí chỉ huy trưởng của chương trình, chúng tôi thấy thật sự là xúc động. Có thể nói rằng là mang cái tâm khảm của mình là nghĩ là rất là trân trọng các đồng chí và rất là quý mấy các đồng chí đã làm tốt cho quê hương, rồi về tiếp tục phát huy cái truyền thống của mình, đang làm cái nhiệm vụ xây dựng quê hương. Có nhiều đồng chí là những kinh tế giỏi, có nhiều những trở thành những bà mẹ nuôi dạy những đứa con trưởng thành, những người bà. Có nhiều những đồng chí đã trở thành những người bà đang dìu dắt những đứa cháu và xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì tôi mong rằng là các đồng chí là người chiến sĩ của bộ đội Thái Bình ra đi và nay đã trở về với niềm vinh quang như vậy, thì các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất của bộ đội Cụ Hồ và đặc biệt nói chung và bộ đội Thái Bình nói riêng, để góp phần xây dựng quê hương, xây dựng bộ đội Trường Sơn của tỉnh nhà, tiếp tục phát triển và phát huy cái truyền thống của bộ đội Trường Sơn nói chung, cũng đồng thời là những người chiến sĩ bộ đội Thái Bình nói riêng là tiếp tục là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xây dựng quê hương và xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và toàn thể các đồng chí.
chúc cho buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Bình, nguyên chỉ huy trưởng của bộ đội tỉnh Thái Bình. Xin chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình là phát biểu cảm tưởng của hội viên trong ngày gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Xin kính mời đồng chí Hà Thị Lan, huyện Hưng Hà phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng đội, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Thật cảm động biết bao nhiêu khi được gặp nhau ôn lại những kỷ niệm ngày mà chúng ta mới 18-20 xa bố mẹ, gia đình vào quân ngũ. Thời gian đã nửa vòng thế kỷ, những gương mặt thân quen đã thiếu vắng rất nhiều. Người đã ra đi mãi mãi, người ốm đau hôm nay không có mặt. Còn chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Tôi mong mọi người giữ gìn sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Đồng ngũ tháng 8 73, sống tình, sống nghĩa, vì xa mà gần. 2 năm gặp mặt một lần, ôn lại kỷ niệm chặng đường đã qua. Ôi, đã nửa vòng thế kỷ, mắt đã mờ và tóc đã pha xương. Tình đồng ngũ, nghĩa đồng hương, 50 năm ấy, tình thương giạt rào. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, cảm ơn các đồng đội có mặt ngày hôm nay. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi có mấy lời hoài niệm. Mùa thu 1973, 500 thiếu nữ quê nhà tòng quân, các em da trắng tóc dài, môi hồng má thắm nước mè nét nhan. Yểu điệu phục nữ đoan trang, khi mặc quân phục quét ngang các tràng. Cuộc đời từ ấy sang trang, dư 948 ta hăng luyện rèn. Ngày tập bắn súng bò nằm, đêm dã ngoại ba lô tầm nặng vai. Thao trường thấm đẫm mồ hôi, tiếng cười tiếng nói khắp nơi rộng ràng. Phật bổ niễu chí hùng trai, gian khổ đâu quả đường dài xá chi. Nệch năm tiên chúng ta đi, đường mười những nặng những gì luyến lưu. Đồng bắc tân mẹ cảm đan, lúa vàng trên cánh đồng làn chỉ bông. Bến phà tân lệ sông Hồng, mẹ già ơi, mảnh trời quê xa dần. Con đi chiến đấu, con chiến thắng con về, chúng con đi giữ cơ đồ ngàn năm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, xin kính mời đồng chí Đinh Thị Thanh, người con gái của quê hương Đông Hưng, công tác tại Hà Nội, nay về gặp mặt bạn bè. Đồng chí có đôi lời tâm sự. Xin kính mời đồng chí Đinh Thị Thanh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, ban liên lạc tiểu đoàn 948, trung đoàn 51, ban chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình. Kính thưa các đồng chí nguyên là thủ trưởng binh đoàn Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, sư đoàn 473, trung đoàn 542 anh hùng. Hôm nay kỷ niệm 50 năm nhập ngũ của nữ bộ đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình, tôi vinh dự được thay mặt cho một số chị em đồng đội phát biểu cảm tưởng, chia sẻ tâm sự tình cảm của chị em sau một nửa thế kỷ gặp lại. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí đồng đội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa các đồng chí, bồi hồi xúc động nhớ lại cách đây 50 năm, chị em chúng tôi vừa rời ghế nhà trường, tuổi 18 đôi mươi, da trắng má hồng duyên dáng với bao hoài bão ước mơ. Nhưng đất nước chiến tranh, chị em phải tạm gác tất cả các ước mơ hoài bão của mình, khoác ba lô vào Trường Sơn, mở đường cứu nước. Thời gian huấn luyện quá ngắn, chúng tôi chưa kịp làm quen với các cán bộ lãnh đạo huấn luyện của tiểu đoàn 948 trung đoàn 51. Hành quân vào ao lưới Thừa Thiên để làm nhiệm vụ của người chiến sĩ công binh sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ai biết rằng chúng tôi chưa xa nhà bao giờ, sợ ma là thế mà cùng chiếc gậy Trường Sơn hành quân đến tối mệt nhoài, chỉ kịp mắt tăng võng xong là chiếc đi. Đến khi dậy chỉ thấy dưới võng mình nằm là các huấn mộ liệt sĩ. Vào đến ao lưới trời mưa rả cả ngày đêm, chúng tôi phải bắt tay ngay làm tất cả mọi công việc để dựng doanh trại, lên rừng đốn cây, đốn lúa, đốn rang. Chân yếu tay mềm, thương sinh là thế mà khoan kẻo cột dựng nhà, trèo mái nhà như các đấng nam nhi. Ở nhà chúng tôi rất sợ địa, mà vào đến đây mũi cắt rồi vàng chỗ nào cũng có nên không được sợ. Mùa mưa, mồ hôi và nước mưa quyện lẫn cả ngày đêm, quần áo ướt rầm rề, bữa cơm trưa cũng trang nước mưa. Mùa khô nắng cháy núi đồi, ra sạt nắng. Cứ thế ngày tháng trôi đi, chúng tôi cũng dày dạn với nắng mưa của Trường Sơn. Suốt ngày làm bạn với cốc xẻ xà khăn, lúa tạc, đất đá, dây xe chậm, thuốc nổ. Những cụm từ quen thuộc hàng ngày bên chúng tôi là đất sụt, ta ghi kim đường, cua đường, ngầm khe, cầu cống, xử lý kỹ thuật. Đêm đến nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cánh đồng 5 tấn, khi ra đi đang thì con gái xanh má mặt mà đàng đẳng không thư từ tin tức. Quần thì tắt đèn đóng bơ, lấy giấy gói lương khô viết thư, cứ địa chỉ tên quê 90 gửi về quê, không biết có đến nơi được hay không. Xa xa vọng đến những tiếng chim bắt cô trói cuộc, càng nhớ mẹ nhớ quê ra viết. Gian khổ là thế nhưng chúng tôi vẫn lạc quan yêu đời. Trên đỉnh ta đi tiếng hát trên đỉnh Trường Sơn vẫn rất cao. Giờ sinh hoạt buổi tối vẫn hát vang bài ca cô gái mở đường, và chúng tôi cứ thế vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mọi khó khăn chúng tôi vẫn vượt qua, bởi chúng tôi có tình đồng đội gắn bó yêu thương nhau luôn cả ruột thịt. Chị em nhiều nhau từng gốc rau rừng, từng những nước chia sẻ, đọc chung những cánh thư của ai đó may mắn được nhận được từ người thân. Lên rừng tìm cho nhau mấy quả chanh rừng sau những cơn sốt rét tái tê, nhường nhau tấm áo manh quần khi đi thi công về, doanh trại bị cháy rụi chỉ còn là đống tro tàn. Chăm sóc nhau khi ốm đau, thay phiên coi cho nhau tắm suối, cùng lấy lá xin mua nhuộm quần áo cho bền, lượm làm cho quần áo lâu rách để chống chọi với cái mưa ướt dần rề. Xé áo mình băng vết thương cho nhau khi đồng đội bị thương chảy máu, chia sẻ cho nhau những giọt máu để cứu đồng đội khi cận kề đã chết. Nhưng bất lực, đồng đội vẫn ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn. Sau mấy chục năm có điều kiện về thăm chiến trường xưa, tìm đồng đội lần thứ hai lại bất lực vì thời gian đã xóa nhòa đi tên tuổi của đồng đội, chỉ còn những nấm mộ vô danh. Đất nước hòa bình thống nhất, chị em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trở về, nhưng chị em lại đối mặt với những khó khăn thách thức mới. Sống ở nơi ngàn cây than cháy chọc mày gạch màu trời xanh, chất độc dioxin đã làm cho nhiều chị em sức khỏe hao mòn, ốm đau triền miên. Một số chị em không được làm thiên chức của người phụ nữ, một số chị em mắc các bệnh hiểm nghèo đã ra đi mãi mãi, một số chị em mang trên mình thương tật, bệnh mãn tính dày gò đau đớn đến bây giờ. Những chị em may mắn hơn thì sức khỏe cũng giảm sút, tuổi lớn đi xin việc cũng khó khăn. Một lần nữa, bản chất của người nữ chiến sĩ Trường Sơn bộ đội Cụ Hồ rèn luyện lại thức dậy. Chúng tôi đã vượt lên mọi khó khăn của cuộc sống sau chiến tranh,
Một số vùi đầu và văn sách tiếp tục mài báo ước mơ ngày nhập ngũ để tự in bước lên giảng đường đại học để trở thành này. Thầy giáo, thầy thuốc, kỹ sư, luật sư, doanh nhân thành đạt. Một số đồng đội hòa nhập vào giai cấp công nhân tiên phong trong các công ty xí nghiệp, những kỹ thuật viên giỏi, một số chị em trở về góp phần xây dựng quê hương đổi mới khang trang. Chúng tôi có mặt trên mọi nẻo đường đất nước, dù ở đâu làm gì, chị em cũng gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chị em cựu chiến binh nữ của đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình ở đâu cũng tự hào là mình là nữ bộ đội Trường Sơn. Tấm huy hiệu chiến sĩ Trường Sơn, kỷ niệm trương của đoàn 359 của quân khu Trị Thiên gắn trên ngực áo mãi mãi là niềm tự hào của chị em, vì nó kết tinh bằng cả tuổi thanh xuân, bằng mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu gà. Trong thời đại bóng tấn công đất nước và con người đổi mới, đêm về khi việt sáng lung linh, những làn điệu chèo quê lúa mượt mà, những điệu dân ca dân vũ uyển chuyển nhịp nhàng lại rộn ràng trên sóng phố, từ thành thị đến làng quê. Trong đó, các chị em cựu chiến binh nữ bộ đội Trường Sơn tham gia tích cực công tác đảng, công tác chính trị, xã hội, đoàn thể, nhiều chị em được nhân dân tin tưởng qua khó và chị em tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, làm gương cho lớp con cháu được nhân dân tin tưởng trân quý. Dù xa nhau nhưng chị em vẫn gặp nhau trên Zalo để chia sẻ động viên lẫn nhau. Được tin kỷ niệm 50 năm nghề nghiệp ngũ, chị em háo hức nhắc nhau sắp xếp công việc riêng chung, giữ gìn sức khỏe để gặp mặt. Bởi không có kỷ niệm 50 năm lần thứ hai. Cuộc gặp mặt hôm nay nhiều chị em vượt hàng ngàn cây số để về quê. Chúng ta đã vắng mặt những chị em không bao giờ gặp lại nữa. Chúng ta cầu mong cho các thần vượt ấy được an yên nơi vĩnh hằng. Một số chị em cũng 50 năm nay mới gặp lại. Cuộc gặp mặt hôm nay là niềm hạnh phúc và ý nghĩa biết bao. Một số chị em đang nằm trên giường bệnh vẫn ngục ngùi rõ rao buổi gặp mặt hôm nay. Chị em chúng tôi cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Cảm ơn các đồng chí nguyên là thủ trưởng lãnh đạo trung đoàn Trường Sơn, trung đoàn 473, trung đoàn 542 anh hùng. Những người anh đi trước đã chỉ dẫn quan tâm rèn luyện cho chị em có được kinh nghiệm và ý chí để vượt qua những thử thách trong những năm tháng mở đường Trường Sơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và trong cuộc sống hôm nay. Cảm ơn các đồng chí đồng đội trong ban liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã bỏ nhiều thời gian công sức xây dựng kế hoạch tạo điều kiện về cơ sở vật chất kết nối chị em trên mọi miền đất nước để chị em có được cuộc gặp mặt đầy tình cảm và ý nghĩa này. Và hơn tất cả là cảm ơn các đồng đội nữ đã vượt qua mọi khó khăn chính mình, vượt qua nỗi đau bệnh tật để về với đồng đội. Đến nay chị em chúng tôi vẫn trăn trở về những thiệt thòi mà chị em chưa được bù đắp, đó là một số chị em bệnh tật sức yếu mà không có chế độ gì, một số vì nhiều lý do chưa làm được bằng khen tham gia kháng chiến chống Mỹ, một số chưa làm được huy chương tham gia kháng chiến chống Mỹ. Chị em cũng bỏ nhiều công sức để làm hồ sơ đề nghị chế độ liệt sĩ cho đồng chí Nguyễn Thị Thuần nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Thời đó sống ở vùng có chất độc dioxin, chị em bị ảnh hưởng đến sức khỏe, mang những căn bệnh mãn tính hiểm nghèo. Năm nay chị em đều đã trên dưới 70 tuổi, mong cho các cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng của nhà nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm tạo điều kiện để chị em được bù đắp những thiệt thòi cho tương xứng với những cống hiến, những hy sinh của chị em để chị em cũng được công nhận là người có công với cách mạng. 50 năm mới được gặp nhau thật bồi hồi xúc động. Tôi thay mặt chị em gửi gắm tâm tư tình cảm vào những dòng tâm huyết. Hạt gạo Thái Bình nuôi chúng con khôn lớn, nước sông Cà ấm mát tuổi thơ con, lời du dịu êm nuôi dưỡng con tâm hồn trong sáng, hiểu biết sâu xa lẽ sống ở trên đời, nâng bước chân con vượt đường xa không mỏi, vượt tỉnh Trường Sơn nắng núi mưa ngàn, áo sờn tay dày dẹp gót nhưng tâm con vững chí mở đường tới thắng lợi vẻ vang. Những cô gái 18 đôi mươi căng tròn sức trẻ sánh với trai tài nào kém chi ai, nghĩa vụ hoàn thành bôn ba lập nghiệp, phụ nữ anh hùng trung hậu đảm đang, việc nước việc nhà hai vai gánh trọn, chất bộ đội cụ Hồ theo mãi bước con đi. 50 năm 1/2 thế kỷ nay gặp lại mái tóc đã pha sương,
quê hương đang gặp vòng tay đó có hương lúa đồng trong mỗi nụ cười duyên. Cảm ơn cuộc đời đã cho ra tất cả, đồng đội ơi ta chúc nhau sức khỏe, bình an và hạnh phúc mãi ngập tràn. Hẹn ngày cá ngộ mỗi mùa cũng tháng 8, ta mãi có nhau những cô gái mở đường. Xin chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí đồng đội vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thắm, trưởng ban liên lạc nữ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị về dự với hội nghị. Đồng chí cũng có đôi lời tâm sự. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các đồng chí và đồng đội, là một người con của Quảng Trị, tôi rất vui mừng và phấn khởi đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của hội nữ tiểu đoàn 948 tỉnh Thái Bình. Trong thật tôi gửi đến toàn thể quý vị và các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, tháng 8 năm 1973, cách đây 50 năm, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với khẩu hiệu tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam thân yêu, hàng vạn người con miền Bắc đã hăng hái lên đường. Trong hàng vạn người con ấy có những cô gái tiểu đoàn 948, tuổi 18-20 quê lúa Thái Bình, tản xa quê hương, xa người thân với tinh thần núi không bè nổi vai vươn tới, lá mình cao hơn với gió đều. Các chị đã vào đất lửa Quảng Trị, vào với tuyến đường Trường Sơn. Các chị trở thành những chiến sĩ công minh, quân y, thông tin, hậu cần, giao liên, làm đường, rà phá bom mìn. Bản chất của các chị đã in dấu từ roi, cam lồ, đá rong hay xe lên hỏa hỏa. Lúc đó mảnh đất Quảng Trị, một vùng đất chết, bom cày đạn sới, bom đạn chiến tranh dập trình người dân, đường xá cầu cống bị phá hủy. Cuộc sống của người dân Quảng Trị năm 1973 vô cùng gian khổ và khó khăn, với tinh thần khẩu hiệu tất cả vì miền Nam thân yêu, với tinh thần khẩu hiệu như vậy, trong hàng vạn người con yêu tú của miền Bắc có các vị tiểu đoàn 948 tỉnh Thái Bình vừa chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, vừa giúp dân làm lại cái ngôi nhà, rà phá bom mìn, trả lại màu xanh cho những cánh đồng, xây những cây cầu, ngày đêm xa ra tuyển tuyển, làm mới những lớp trường để ngày ngày đầy ấp tiếng cười của con trẻ. Trong muôn vàn cán bộ nắng cháy ra cháy thịt của mùa hè đỏ lửa, giờ mưa mưa vào học trời của đất miền Trung, là một người con Quảng Trị xin được nói lời trân quý và cảm phục tinh thần dũng cảm hy sinh của quân và nhân cả nước. Trong đó có nữ tiểu đoàn 948 quê lúa Thái Bình. Các chị không chỉ có mặt tại Quảng Trị mà còn có mặt tại A Sầu, A Lưới, Bản Ông, Mường Phìn, Mường Nòn, trên đất nước bản Lào. Các chị đã trải qua những ngày nắng cháy hơn cháy thịt ở Đông Trường Sơn, những cơn mưa rừng xối xả ở Tây Trường Sơn, rồi hứng chịu những cơn mưa rừng ở Tây Trường Sơn. Đúng vậy, Trường Sơn sẽ dọc ngang, sẽ tay mà biết lên thiên sự cả. Có một lúc thiếu cơm nhạt muối, những cơn sổ xét làm mối các chị gạt đền, tóc các chị ngày một thưa đi. Rất nhiều chị có mặt ông huệ gặp mặt hôm nay, không chỉ mang cho mình những vết thương bom đạn và quân thù, mà mang cho mình nỗi đau chất độc da cam. Do đế quốc Mỹ sử dụng cái chất vi hóa sinh tại chiến tranh Việt Nam, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tại buổi gặp mặt 50 năm ngày nhập ngũ của hội nữ tiểu đoàn 948 tỉnh Thái Bình, rất nhiều chị ngồi đây để nhận chất độc vi hóa sinh do đế quốc Mỹ sử dụng tại chiến tranh Việt Nam. Các chị kỷ niệm nhiều chị đã mất cái quyền làm vợ, làm mẹ, nhưng các chị luôn được làm người tử tế. Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta ngồi đây may mắn là những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ trở về với quê mẹ, còn hàng vạn người có nhân tố đã bình hàng mãi mãi ra đi. Hài cốt của các anh được từng thấy nhiều hài cốt các anh có tên, có địa, và những hài cốt của các anh không có tên, không có địa chỉ, không có quê hương, không có nơi chiến đấu. Các anh nằm lại đâu đó dưới lòng sông, tiền đồi hay bãi cát, trong rừng sâu vực thẳm hay trên biển. Trong chúng ta, ai đó chứng kiến người cha, người mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và đồng đội, con đường hiện tại Hồ Chí Minh không chỉ những kỳ tích kỷ qua những chiến công hiểm hạch, mà một phút đất mẹ cường thấm đầm máu và mồ hôi của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đồng chí cả nước. Chính vì vậy mà Hồ Thần truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập mang ý nghĩa hết sức quan trọng để ôn lại truyền thống, giữ gìn truyền thống, phát huy truyền thống, và điều đặc biệt là làm công tác tri ân đồng đội, giúp đỡ đồng đội đồng chí về đời thường bị thương tật, đau ốm khó khăn, và đây cũng là ngôi nhà chung để cho đồng đội giao lưu gặp gỡ chia sẻ. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Trị và một người gốc của đến từ mảnh đất Quảng Trị anh hùng gửi đến toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc các chị có mặt trong buổi kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của nữ Thái Bình hôm nay khỏe, vui, an lành để cuộc gặp gỡ 60 năm, 70 năm hay 80 năm có mặt đông đủ như ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các đồng chí và chúc buổi gặp mặt thật tốt tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Các chương trình xin kính mời đồng chí Phạm Thị Dần, Chủ tịch Hội Nữ Trường Sơn Sư đoàn 473, nữ của Thái Bình, lên có đôi lời tâm sự. Kính thưa các thủ trưởng tiểu đoàn trung đoàn 51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, kính thưa thủ trưởng sư đoàn 473 cùng các đồng đội nhập ngũ tháng 8 73 tại tiểu đoàn 948 trung đoàn 51 Thái Bình. Hôm nay thay mặt cho các chị em trong tỉnh Thái Bình về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ tháng 8 73 tháng 8 2003, được nói lên những suy nghĩ của mình sau 50 năm rời xa quê hương trở về với cuộc sống đời thường. Trước tiên cho phép tôi gửi lời tới các vị đại biểu khách quý, các thủ trưởng trung đoàn 51, các thủ trưởng sư đoàn 473 và chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình, cùng các anh, các chị, các đồng đội hôm nay về dự lễ kỷ niệm long trọng này một lời chào sức khỏe trân trọng nhất. Chúc cuộc gặp gỡ hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các thủ trưởng và các anh, các chị, nói đến bộ đội, những năm tháng chiến đấu cam go và ác liệt giữa cái sống và cái chết luôn cận kề kể sao cho thiết tưởng. Tuổi trẻ chúng em lúc bấy giờ mới 18, 20 tuổi, thậm chí có những bạn mới có 16 tuổi, rời ghế nhà trường chia tay cha mẹ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ giữa lúc trời đổ cơn mưa bão tháng 8 73 đồng loạt đường ngập mênh mông cả nước. Đội quân tóc dài nhập ngũ 24 tháng 8 27 tháng 8 năm 1973 từ các huyện thị được biên chế về tiểu đoàn 948 trung đoàn 51 đóng quân tại Bình Hội, huấn luyện với quân số ít ỏi khẩn cấp lên đường giúp đồng bào khu 4 bão lụt. Thế rồi gần 600 cô gái đi tận vào Quảng Bình, khe xanh, A Lưới làm mở đường ống sang Tàu của quân khu Bình Trị Thiên. Mới đây thôi, cứ ngỡ là như vậy mà đã 50 năm, một nửa thế kỷ rồi. Nhớ lại không thể nào quên được những năm tháng đó. Chiến tranh đã lùi xa 47 năm rồi, những âm thương, âm của chiến tranh vẫn còn, thậm chí tới thế hệ 3, thứ 4
con hoàng và chất độc yêu sinh ở chiến trường mà nay các anh các chị các đồng đội phải chịu đựng. Có anh có chị mãi mãi nằm trên con đường Trường Sơn thực lửa, có chị là thân bệnh binh, có chị không xây dựng gia đình, có chị đã mất đi quyền làm mẹ, có chị sinh ra những đứa con tật nguyền do con bạn Mỹ giải chất độc gây nên, nhưng không làm nản lòng người chiến sĩ, người con gái quê lúa Thái Bình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ điều kiến trở về trên tuyến đường Trường Sơn vang lên các bạn đã làm tiếp công việc còn để dở trước bước khi quân ngũ. Người trở về trường học đại học, người đi học nghề, người đi lao động hợp tác nước ngoài, có những người đã gặp nên thành những doanh nhân giỏi như đồng chí Mỹ, đồng chí Hải, vụ trưởng vụ phó như đồng chí Soan, cán bộ viện kiểm sát như đồng chí Tuyết, các bác sĩ dược sĩ vân vân, còn một số các đồng chí chuyển ngành về nhà nước cũng nhiều, làm nông nghiệp một số xong đều là quan xây dựng quê hương mới giàu đẹp. Bất kỳ ở môi trường nào chấp hành mọi điều lệ pháp luật của nhà nước, nuôi con giỏi dạy cháu ngoan, xứng đáng với truyền thống của quân đội ta. Ngày 25 tháng 8 năm 1994, chiều theo nguyện vọng của đông đảo chị em các tỉnh muốn gặp nhau, ban liên lạc ra đời do đồng chí Tâm, đồng chí Nghị, đồng chí Dần, đồng chí Vượng, đồng chí Lành cùng một số các đồng chí ở các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Bình, Vũ Thư, thành phố tổ chức cho chị em gặp nhau với sự giúp đỡ cổ vũ của thủ trưởng Tổng Vũ Mô, Đỗ Tiến Dũng, Vũ Tiến Đệ. Năm 1999 thành lập ban liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn Thái Bình. Năm 2009 triển khai ban liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn các huyện. Năm 2011, đại hội chính thức được công nhận hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình do đồng chí Phạm Thị Mị làm chủ tịch. Hội nữ tiểu đoàn 948 hoạt động dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phạm Thị Mị Tạ Thị Hạnh. Hoạt động với phương châm đoàn kết, chia sẻ và tình nghĩa. 27 năm qua từ lúc từ Pháp đến nay có truyền thống, chị em vẫn có những chị em một nhà, sống trong một mái nhà chung với nghĩa tình đồng đội, chia sẻ lúc vui, lúc buồn, cha mẹ về già, bản thân ốm đau và khó khăn trong cuộc sống, như nhà ở, bệnh hiểm nghèo. Hàng năm hội có quà Tết cho chị em khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa cho chị em không có nhà ở hoặc sửa chữa các nhà rột nát. Lúc một số chị em khó khăn bằng sổ trợ cấp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến cuối đời của tập đoàn nhà nước. Chiến tranh qua đi mất mát cũng nhiều, không được vững lắm. Chúng em được tình bạn, tình đồng chí mà không có hội nào có được, đó là những chiến sĩ Trường Sơn. Để thời gian cho ban tổ chức tiếp tục làm việc, em xin xóa phần tâm sự của mình tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các đại biểu khách quý, các thủ trưởng tiểu đoàn và thủ trưởng sư đoàn 473 và đoàn 509 cùng toàn thể các anh, các chị, các đồng đội, các tỉnh về dự lễ kỷ niệm hôm nay. Một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất, chúc lễ kỷ niệm thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Hội Trường Xuân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình lên phát biểu chỉ đạo. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thu Yến, Trung tá, Phó trưởng ban công tác nữ của Hội Trường Sơn Việt Nam. Kính thưa Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Hạnh. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lần đầu tiên tôi xin được thay mặt ban thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Thái Bình xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các đồng chí đồng đội Trường Sơn tiểu đoàn 948, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của tiểu đoàn 948 hôm nay vô cùng ý nghĩa. Lịch sử cách mạng, Đảng, nhân dân, quân đội đã dành cho nữ đồng chí tiểu đoàn 948 nhập ngũ giữa cách mạng mùa thu. Là quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là chiến sĩ của binh đoàn Trường Sơn huyền thoại anh hùng. 50 năm qua, 1/2 thế kỷ, nay gặp lại
giữa hội trường lớn của tỉnh ở thành phố Thái Bình khang trang to đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng mùa thu và mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Thưa các đồng chí, đã 18.250 ngày vật đổi sao rời, bọn cường quốc đế quốc và tay sai đã phải thất bại hoàn toàn. Tổ quốc giang sơn gấm vóc Việt Nam thu về một mối và ngày càng giàu mạnh. Mà các đồng chí nữ tiểu đoàn 948 và các vị đại biểu có mặt hôm nay, chúng ta đã góp phần vào thành quả huy hoàng đó. 50 năm ngày ấy, nữ đồng đội các đồng chí như phát biểu các đồng chí vừa phát biểu, các đồng chí rất trẻ ở đất sinh. 500 đóa hoa của quê lúa, 500 người con yêu quý tự hào, con gái mẹ đã thành chiến sĩ. Từ một tỉnh không có một ngọn đồi mà cái duyên đã đưa các nữ chiến sĩ tiểu đoàn 948 đến với Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Với 1.500 ngày đêm, các đồng chí nữ tiểu đoàn 948 đã gắn bó với các đơn vị Trung đoàn 51, Tiểu đoàn 674, Sư đoàn 473, đã góp phần cùng các binh chủng, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Trường Sơn vượt qua khó khăn vô cùng tận, ác liệt vô cùng tận, chiến thắng mọi sự tàn ác của bọn đế quốc Mỹ và tay sai. Với những chiến công lẫy lừng, đường chín khe xanh Nam Hào, Quảng Trị, A Lưới và Đại Khu Buôn Mê Thuột, mở 20.000 km đường ô tô vận tải, 50 dọc, 21 trục ngang, chi viện cách mạng miền Nam, cách mạng Lào, Campuchia, hàng triệu tấn lương thực, quân trang, quân dụng, tiêu diệt và bắt sống 17.000 tên địch, bắn rơi 2.540 máy bay các loại. Tiểu đoàn 948 đã góp phần cùng 9 sư đoàn bộ đội Trường Sơn, cùng toàn dân, toàn quân cả nước tiến công như vũ bão mùa xuân năm 1975, giành toàn thắng, thu Giang Sơn về một mối. Hôm nay chúng ta về họp mặt tại đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Những ngày qua trời thời tiết còn mưa rét, nhưng mà hôm nay trời nắng rất đẹp, có lẽ dành ưu ái đặc biệt để đón các nữ chiến sĩ của tiểu đoàn 948. Và thưa các đồng chí, các vị đại biểu cùng tôi, chúng ta đã nghe báo cáo trong lễ kỷ niệm hôm nay của đồng chí Tạ Đức Hạnh đã nêu rất đầy đủ. Tôi cũng rất cảm động trước phát biểu của các đồng chí Hà Thị Lan, Đoàn Hương Hà, đồng chí Đinh Thị Thanh, đoàn từ Hà Nội, và đồng chí Nguyễn Thị Thắm từ Quảng Trị, đồng chí Phạm Thị Dần thay mặt ban liên lạc nữ của sư đoàn 473 vừa phát biểu. Trong báo cáo chung và phát biểu các đồng chí đã nói lên sự hy sinh cống hiến vô cùng to lớn, vô cùng vĩ đại của các đồng chí. Chúng ta đã hiến cho đất nước, hiến tuổi thanh xuân để có đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay. Giờ đây chúng ta đang ngồi tại hội trường lớn này, hẳn các nữ đồng chí đồng đội của tiểu đoàn 948 chúng ta đang nhớ từng địa danh, núi đồi, sông suối, và nhớ từng bản làng đã từng che chở chúng ta những ngày kháng chiến chống Mỹ. Về với đời thường, người còn người mất, rồi đây quy luật của cuộc đời sinh lão bệnh tử, nhưng cho phép mỗi chúng ta tự hào chúng ta đã sống xứng đáng, sống vẻ vang, góp phần giành độc lập tự do và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Góp phần rất tích cực vào kết quả hoạt động thiết thực, hiệu quả vững chắc của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình và Hội Nữ Trường Sơn tỉnh Thái Bình trong suốt những thời gian qua. Thì hôm nay, thưa các vị đại biểu và các đồng chí, là các đồng chí nữ của tiểu đoàn 948 nói riêng và nữ Trường Sơn Thái Bình nói chung, chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao sự đóng góp của các đồng chí. Các đồng chí là có thể nói là làm nòng cột trong hoạt động của Hội Nữ Trường Sơn các huyện thành phố
cũng như là hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình thời gian qua. Mà vinh dự chúng ta đã được các ngành các cấp của tỉnh đánh giá, ghi nhận và khen thưởng. Thưa các đồng chí đại biểu của Trung Hội Trường Sơn và các đồng chí đại biểu, là được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Sở Lao động Thương binh Xã hội, được Hội Cựu chiến binh tỉnh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen giấy khen, và được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen giấy khen bằng khen. Và đặc biệt là đã được Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn tặng nhiều bằng khen, và trong đó có cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu 10 năm qua. Và đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Trường Sơn, 10 năm tỏa sáng Trường Sơn ở trên mảnh đất thân yêu Thái Bình này, thì chúng ta được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cho nên tôi đề nghị toàn thể các đồng chí chúng ta chúc mừng sự đóng góp của các nữ đồng chí tiểu đoàn 948 và toàn thể các đồng chí hội viên Trường Sơn chúng ta đã giành được trong thời gian qua. Kính thưa các đồng chí, nhân dịp kỷ niệm ngày đặc biệt hôm nay, và tôi cũng xin được phép thay mặt các đồng chí trong ban thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh hôm nay về dự, và xin đề nghị các đồng chí đồng đội của tiểu đoàn 948 và các đồng chí nữ Trường Sơn Thái Bình, chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, truyền thống của Hội nữ Trường Sơn Thái Bình, luôn luôn góp phần tích cực xây dựng Hội Trường Sơn và xây dựng quê hương của chúng ta. Đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, làm tốt công tác giáo dục nghĩa tình, duy trì cùng nhau vươn lên làm kinh tế giỏi, khắc phục khó khăn để không còn những hội viên nghèo trong mỗi hội viên chúng ta, duy trì hoạt động đề nếp vững chắc hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt. Những sự quan tâm đặc biệt các đồng chí đại biểu hôm nay đã về dự, mà trong đó có thiếu tướng nguyên thủ trưởng của chúng ta Tô Đạo Mạn, sư trưởng sư 473, nguyên phó tổng cục hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam, và các đồng chí đại biểu đã về dự. Thì và lời phát biểu của đồng chí chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn sư đoàn 473, cũng như là sự tâm sự của các đồng chí vừa phát biểu hôm nay. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt đó, và xin trân trọng cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện cho Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình nói chung và nữ Trường Sơn Thái Bình nói riêng, tiểu đoàn nữ 948 hôm nay tổ chức hội nghị kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ rất ý nghĩa và thành công tốt đẹp. Xin thay mặt các đồng chí, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của Trung ương Hội, của Ban Công tác Nữ, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam, của các cấp ủy chính quyền và các sở ban ngành của tỉnh Thái Bình, các huyện và thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các đồng chí những lần sau. Thay mặt ban tổ chức, xin tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, đồng chí Vũ Hồng Thái. Chúc đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, tri ân nghĩa tình đồng đội là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn và thường xuyên nhiều năm qua của Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình. Sau khi các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ trở về, những nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, người còn, người mất, người ốm đau liên miên bệnh tật đeo bám suốt đời, vết thương tái phát, nay tuổi càng cao sức khỏe càng yếu, nhiều đồng đội cô đơn không nơi nương tựa, rất đông chị em mắc bệnh hiểm nghèo ra đi đột ngột. Những cô gái Trường Sơn ngày ấy tuổi nay đã 70, tại hội nghị này được Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam tỉnh trao tặng những phần quà động viên những người chị em đơn thân khó khăn trong cuộc sống.
quà. Tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lên nhận quà của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Bình. Trên núi rừng biên cương bên đời cao xa,
qua tháng ngày, được về trên núi rừng biên cương biên nơi đào xa. Mãi với lòng chúng ta, ta với ca người lính. Mãi với lòng chúng ta, vẫn nga của quân anh ta. Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây xuống. Ta yêu sao làng quê non nước mình, tình quê hương của thành thành long. Chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát không quên anh ca. Các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ.